Hello mọi người, đây là Lươn nhá. Cô trang trại Lươn của anh Thắng. Lươn thế. Mô hình trang trại nuôi Lươn. Và đăng lên YouTube bán luôn cho anh đi, sai hai lạng rưỡi một con. Ok, 5 con. Ok, tự nhiên lại được video. Ủa? Cái này nó bán đấy. Ủa, to đấy. Nó to nhỉ. Con này là trung to đây này. Con này muốn này này. Con này muốn to hơn à? Con muốn này. Em thấy không? Anh nói cho sang to hơn không anh? Nếu mà có thời gian mà tìm hiểu là nó lại mà đúng. Anh nói không sai. Cái này phải tìm hiểu, kiểm tra. Kiểu nhẹ nó có tiếng tiếng. Cho uống thuốc thì bây giờ nó vàng hết rồi. Bác anh nặng con to lắm rồi. Nặng con to rồi. Nặng con to rồi. Nặng con to rồi. Mày đi chơi lạ thế. Đi con lượn. Tái chơi, tái chơi. Em biết đâu mà anh so sánh rồi. Sao biết được. Riêng tiền giống của anh vào đây bắt đầu khá đúng 75 triệu, chấp hạn 70%. Tiền giống luôn nhé, lại là vào được nữa. Tôi kể hệ thống trường trại anh mỗi lần mỗi gần 2 tỷ bạc, bây giờ chưa được đồng nào. Mô hình trang trại nuôi Lươn. Đây, có em nó tí đi rồi. Đó mà. Đúng, anh vẫn tìm nó thấy nó ở đâu nữa. Ở đây nó ở trong nồi rồi. Anh cứ vật đại lên xong rồi anh lọc cho. Em ăn được con này không? Không. Em không, như ăn con khác cũng là con Lươn như này ăn rất là ngon, đánh họ. Con này to. Thế con anh Thắng ơi. Ôi. Em mấy con? Con à. Con bên này đóng con bị chích đuôi như này, cắn nhau nó để khả năng trước khi nghỉ Tết là phải lọc một lần nhé, bảo huy nhé nhé, con to bé lẫn lộn nó cắn nhau nhé, lọc một lần nữa đi đây đây đấy, ba con đúng không em? Hả?
không quá. Ăn được cái gì? Anh đun nước nóng đổ vào. Ăn hết nữa đi là mổ có gì đâu. Có những cái này mà cái cảnh bên người ra thế mà ngồi chỗ đấy ngồi thì béo rồi là thái. Đấy, anh cứ rót nhiều lên vào đầy lên xong rồi anh lọc. Mấy người ơi. Dạ, chả biết được. Đó. Xong rồi lên mấy tí cua sang anh về. Hả? Mấy tí cua sang đi. Bây giờ hả? Đó. Có cái gì đâu mà sắp nhiều. Anh hai đưa đâu đun tí nữa đi, đun nóng đi. Bằng bật lên bếp ga thì em mổ đi xong. Mẹ mày mỏ đi, lớn rồi. Em mổ đi em chạm luôn cho. Ừ. Ê, chỉ có cho con nồi thôi. Ừ, qua đây to nhỉ. Chắc các chú ở đây ăn chán rồi, chẳng muốn ăn nữa nhỉ. Em ăn đâu. Chó em mới ăn rồi. Còn con em chẳng thích ăn đấy, đi ăn lươn đấy. Anh cứ xúc mạnh nhiều vào là lọc là được ngay mà, cứ xúc nhiều vào, thế. Đấy nó khô lắm mà. Đấy, cái góc đấy, như nhúc trong đấy. Thế đấy. Đó. Anh thấy em đây. Anh gạt cái con, gạt đúng con nhỏ vào trong đấy đi. Vào trong đấy à? Hả? Trời. Mấy con này không? Bốn con này sao? Đây, một con ở ngoài này nữa là xong. Con nó mẹ. Để bắt luôn con kia vào đi. Em chịu. Mẹ thì cứ chỉ lên bất thình lình gặp thế đang có ba ba thì bảo ăn lẩu ba ba. Mẹ cứ chết thôi. Con quần to lắm. Con ngoài bé nhìn mẹ lúc này thì nhìn là thằng đéo đi gọi thì đéo đi gọi thì bây giờ chắc được rồi. Nhìn bảo chắc được rồi, đếm đi. Em đếm rồi, năm con đến sáu con đấy rồi. Chụp ảnh à? Chết người phải không? Anh thấy là chuẩn không? À. Bắt lươn hơi chuẩn.